Rồi chào bạn nha, giờ buổi trưa đó bạn, giờ đài phát thanh lên rồi bạn. Con ít hai sao lầm đang múc đất lên ha bạn, hàng dài ha. Thì con ba trong này là vang lên ha bạn. Bạn đâu đang bò dưới cát. Giờ cũng giờ cũng chưa mà mấy anh tài xế cũng gắng làm thôi, không có nghỉ ha. Bỏ lên tới Mỹ luôn ha bạn, tới qua lộ luôn á.
Rồi giờ nghỉ trưa rồi các bạn ơi, nghỉ ăn cơm các bạn. Rồi hẹn các bạn những video tiếp theo của mình ha. Rồi cảm ơn các bạn nha.